Các bạn ơi, video hôm nay sẽ là một video cực kỳ điên rồ. Bởi vì ai đó đã nói với tôi rằng ngay bãi biển của chúng ta, bãi biển Los Santos, có một con cá mập Megalodon cực kỳ khổng lồ các bạn ơi. Và như các bạn biết đấy, những anh chàng này đã tìm ra nó. Ấy chà, trời ơi, sao nó sốt cà chua bắn khắp tường thế? Ấy, làm gì đây? Ơi, nó vẫn còn sống mà, xéo ngay. Đây này các bạn ơi, bãi biển của chúng ta được biết là có cá mập Megalodon khổng lồ. Nhưng mà ấy, sao còn nằm ở đây? Về ngay, chúng mày về ngay để tao lộn một vòng. Ok. Ôi trời ơi, nhào lộn nhiều vòng quá. Hạ cánh. Ôi trời ơi, tôi vừa lập kỷ lục về lần nhào lộn nhiều nhất. Ok, được rồi các bạn ơi, ngay bây giờ tôi muốn cho các bạn thấy con cá mập Megalodon khổng lồ ngay bây giờ. Đây này, tôi đã vừa trèo lên bến tàu các bạn ơi. Và đứng ở vị trí này thì chúng ta có thể nhìn thấy con cá mập Megalodon cực kỳ khổng lồ đấy. Tôi vẫn chưa nhìn thấy các bạn ơi, nhưng mà không biết khi nào nó xuất hiện. Được rồi, tôi sẽ nhảy xuống ngay. Ok, hy vọng là nó xuất hiện các bạn. Nó ngay bên kia kìa. Các bạn có nhìn thấy cái vây của nó không? Trời ơi, nó to quá các bạn ơi, nó đang bơi bên kia. Trời ơi, nhanh lên thuyền, để tôi lên thuyền thật nhanh nhá. Trời ơi, răng nó nhọn quá. Oh my god, lên thuyền, trời ơi, lên con thuyền speed filler cái gì đấy. Ok, trời ơi, nó to quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, vây nó to quá, nhìn này, vây nó to bằng cái chiếc cái mô tô của tôi đang chạy rồi. Wow, không biết kích thước thật của nó trông như thế nào các bạn ơi, trông có bằng một chiếc máy bay Boeing không, nhưng mà tôi khá là tò mò. Ơi, trời ơi, sao lại có người ở đây? Giải tán đi, cá mập. Ui, nó đang tấn công chiếc thuyền bên kia. Ơi, chúng mày chạy đi. Tôi chạy ngay, để tôi giúp bạn nhá. Để tôi giết bạn trước khi nó giết bạn. Ơi, đây này các bạn ơi, nhìn này to chưa? Tôi khá là tò mò cái kích thước của nó các bạn ơi. Nhưng mà trước khi tôi xem được kích thước của nó, tôi nghĩ là chúng ta sẽ tấn công. Bạn ơi, bắn súng nó đi. Ok, ôi trời ơi, bắn. To quá, to quá các bạn ơi. Ui, nó vừa ngoi lên mặt nước. Nó đang đuổi theo tôi à? Nó đang đuổi theo tôi các bạn ơi. Cảm giác như nó đang muốn đánh rơi tôi xuống ấy. Oh my god. Được rồi, các bạn có muốn xem kích thước khổng lồ thực sự của nó không? Hãy thả một nút like ngay bây giờ để tôi nhảy xuống. Ok. To quá. Trời ơi. Cái gì đây? Tôi bị kẹt rồi. Tôi bị kẹt rồi, nó cắn tôi. Freak. Cứu tôi. Tôi xong rồi các bạn ơi. Biết thế tôi đã không nhảy xuống rồi, nó cắn tôi rồi. Freak you. Được rồi các bạn ơi, tôi vừa trong bệnh viện ra và trời ơi, nó khá nguy hiểm nên tôi có một cá mập Megalodon đây, bạn tin không? Đồ đáng ghét, chạy nhanh thế. Được rồi, có cá mập đây, chạy đi. Chạy nhanh lên, có cá mập. Ok, được rồi các bạn ơi, ngay bây giờ hãy quay trở lại bãi biển nào. Ok, chúng ta đang quay trở lại bãi biển các bạn ơi. Và tôi nghĩ là chúng ta cần một chiếc tàu ngầm để có thể... Trời ơi, tại sao có cá mập mà chúng mày lướt sóng là sao? Chết đi. Trước khi cá mập giết chúng mày. Trời ơi, đây tàu ngầm của chúng ta ngay bây giờ các bạn ơi, ngay ở đây rồi. Và chúng ta hãy vào chiếc tàu ngầm này và đi xuống đáy biển. Ok các bạn ơi, chúng ta đang ở dưới đáy biển và tôi nghĩ là nếu mà muốn nó xuất hiện thì tôi phải ra khỏi cái tàu ngầm này để có thể dụ nó đến đây. Ok, tôi sẽ ra khỏi tàu ngầm các bạn ơi. Hy vọng là nó có thể quay trở lại đây để chúng ta có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Nó cực kỳ to các bạn ơi, và nếu mà nó quay lại một lần nữa thì chắc chắn là tôi sẽ giết nó. Được rồi, nó đâu? Hai thứ các bạn có nhìn thấy chấm đỏ trên bản đồ không? Nó quay lại rồi đấy. Đây này. To quá, chạy quay trở lại tàu ngầm. Quay trở lại tàu ngầm nhanh lên. Oh my god. To quá. Trời ơi, nó phải to bằng một chiếc máy bay các bạn ơi. Oh my god, chạy nhanh lên, bơi nhanh lên các bạn ơi. Tôi có một con dao, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không có thể làm được gì với nó với một con dao này đâu. Cứu tôi. Oh my god, chạy nhanh lên. Tôi chém nó các bạn ơi, tôi chém bằng con dao này nhưng mà có vẻ không thấm rồi. Tôi bơi chậm quá. Mày, oh my god. Ok, không chết, tôi chém nó không chết. Ok, lên tàu ngầm đây rồi. Ok. Nó đang đuổi theo tôi. Oh my god. Chơi, bơi nhanh lên. Oh my god, vào tàu ngay bây giờ, vào tàu nhanh lên. Trời ơi, bơi đi đâu đấy? Ok, vào được tàu ngầm rồi các bạn ơi. Ok, nó đang bơi xung quanh chiếc tàu ngầm của chúng ta.
Ôi trời ơi, khá nguy hiểm đấy các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta đang ở trong tàu ngầm rồi, chắc chắn là không sao đâu. Nhưng mà nó đang đuổi theo tôi. Nó to quá. Nhìn ra nó kìa, trông thật đáng sợ các bạn ơi. Nó vẫn đang đuổi theo tôi. Trời ơi, bây giờ làm thế nào để có thể giết được nó đây các bạn ơi? Nó to quá. Chúng ta phải có vũ khí. Được rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ trở lại mặt nước và tấn công nó bằng vũ khí. Ok, nó đâu rồi? Tôi sẽ bắn nó bằng shotgun các bạn ơi. Nó ngay phía trước. Nó ngay phía trước. Ngói lên. Ồ đây này. Chết. Này. Ok. Ok. Ồ, ui bắn không chết. Ui bắn không chết luôn ấy. Ôi trời ơi, sao nó trâu thế nhở? Ồ, làm nào đây? Ồ trời ơi, bắn shotgun mạnh thế này mà không chết. Nó vẫn đang đuổi theo các bạn ơi. Được rồi, chúng ta sẽ thử với AK-47. Ồ không được. Ơi, trèo lên, trèo lên. Ơ, bơi đi đâu đấy? Trời, trượt chân các bạn ơi, trèo lên tàu ngầm, nhanh lên, trở lại tàu ngầm nhanh lên. Ơ, trời. Oh god, nó đang muốn ăn thịt tôi lắm rồi đấy. Lên tàu ngầm, lên tàu ngầm. Ok. Ok các bạn ơi, chúng ta sẽ đổi vũ khí. Shotgun lại thử xem nào. Ồ, vẫn không được. Ôi trời ơi, shotgun không thấm với nó. Ơ, tên lửa thì sao? Ôi. Ơ, tôi lại trượt chân rơi xuống dưới rồi. Trời ơi. Quay trở lại tàu ngầm ngay. Ơ, nhanh lên. Ủa, nó đang đuổi theo tôi. Nó đang đuổi theo tôi các bạn ơi. Quay trở lại tàu ngầm. Freak you. Đừng cắn tao nha. Đừng cắn tao. Đừng cắn tao. Oh my god, quay trở lại tàu ngầm ngay lập tức. Tôi vừa dụ nó ra ngoài các bạn ơi. Ô, oh, nhanh lên. Bơi nhanh lên. Ok, trèo lên. Ô, oh. Ôi, nó bỏ đi rồi. Ui, nó đang tấn công chiếc thuyền bên kia kìa. Nhìn này. Ui, chúng mày ơi, chạy đi. Chạy nhanh lên. Chết. Để tôi tiêu diệt nó bằng súng tỉa các bạn ơi. Ô, ô, ô. Ui, nó vừa cắn chiếc thuyền đấy luôn ấy. Ok, được rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải đổi vũ khí tên lửa thì sao? Ô, vẫn không trúng. Thêm phát nữa. Ô, trượt tiếp. AK-47. Ôi trời ơi. Ô, nó điên cuồng hơn rồi. Ô, u, lại trượt chân. Ô, trời ơi. Đấy. Trở lại tàu. Trở lại tàu. Trời ơi. Nhanh lên. Ô, ôi. Nó bắt được tôi rồi. Freak. Ờ. Tôi lại thêm một lần nữa không qua khỏi rồi. Ôi, nó hung hăng quá. Được rồi các bạn ơi, chúng ta đang quay trở lại với bãi biển với một chiếc thuyền khá là kinh dị ở đây. Và chúng ta có nhiều súng máy ở trên chiếc thuyền này, hãy test nó thật nhanh. Ôi trời ơi, nhìn này. Súng máy mạnh quá các bạn ơi. Ú, tuyệt vời. Được rồi, chiếc thuyền này khá mạnh đây. Nên là ngay bây giờ chúng ta sẽ tấn công con cá mập đấy bằng chiếc thuyền. Trước hết tôi sẽ dụ nó lên các bạn ơi. Nó đâu rồi? Nó ngay đây. Trèo lên thuyền, trèo lên thuyền. Nhanh lên, trở lại thuyền, trở lại thuyền. Trở lại thuyền, oh my god. Oh trời ơi, vào súng máy. Vào súng máy, tấn công bằng súng máy. Mày xong với tao rồi, mày xong với tao rồi. Chết đi. Ôi, nó không chết. Thậm chí nó hung hăng hơn các bạn ơi. Oh my god. Ui, nó đẩy lật thuyền luôn ấy. Oh trời ơi. Oh god, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Oh god. Ôi trời ơi, được rồi, tiếp tục. Súng máy. Nó bơi phía trước rồi. Tấn công. Súng điện thì sao? Ôi, không thấm luôn ấy. Bạn, tên lửa. Nó chết rồi sao ấy. Ôi, tôi vừa bắn tên lửa trúng chiếc thuyền các bạn ơi. Và tôi, ui, nó đâu rồi? Nó chết rồi à? Nó chết rồi sao ấy? Nó đi rồi các bạn ơi, tuyệt vời quá. Nó ngay trên đầu. Ôi trời, nó chưa chết. Trời ơi, tôi tưởng nó chết rồi. Trời ơi, nó ngay đây. Trời ơi, chạy. Oh freak, chiếc thuyền của tôi vừa bắn nổ rồi. Cứu tôi. Oh god. Nó lại bắt được tôi rồi. Freak you. Freak. Ôi, tôi không cựa được các bạn ơi, nó đang cắn tôi, thực sự đau. Cứu. Ok, thế là xong rồi. Tôi không xong với con cá mập này. Tại sao tôi lại thua nó nhiều lần thế nhỉ? Tôi phải mạnh mẽ hơn. Được rồi các bạn ơi, chúng ta đang quay trở lại biển lần nữa. Lần này chắc chắn tôi sẽ tiêu diệt được nó các bạn ơi. Được rồi, tôi phải dụ nó. Tôi phải nhảy xuống dụ nó. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Cá mập ở đâu? Đây này, chấm đỏ xuất hiện rồi. Nó ngay đây các bạn ơi. Được rồi, tôi hãy quay trở lại thuyền. Quay trở lại thuyền thật nhanh. Lần này chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác các bạn ơi. Còn súng 6 nòng, súng máy 6 nòng chúng ta chưa sử dụng. Tôi nghĩ chắc chắn là súng đấy có thể tiêu diệt được con cá mập này. Hãy lên thuyền thật nhanh. Trời ơi, lên thuyền. Ok, lên được thuyền rồi các bạn ơi. Mày xong với tao rồi nhá. Nó chết rồi các bạn ơi. Tuyệt vời quá. Mày. Ok. Nó thực sự chết các bạn ơi, nó đang chìm xuống đáy biển rồi. Tôi có thể bơi theo nó không? Ôi, không được rồi các bạn ơi, nó đang chìm xuống thực sự nhanh. Tuyệt vời quá các bạn ơi, tôi tiêu diệt được nó rồi. Quá tuyệt vời, mày tuổi gì? Ok. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, có một con khác.
có một con khác các bạn ơi. Ui nhiều thế. Ui cay nó ngay trên đầu. Trời ơi sao nhiều thế nhở. Ôi trời ơi, tôi tưởng có một con mà có rất nhiều, có rất nhiều con các bạn ơi. Quay trở lại thuyền, bơi nhanh lên các bạn ơi. Ui nó đang bơi ngay phía dưới chân tôi. Đừng cắn tôi nhá. Ôi đời, tôi quay trở lại thuyền đã. Ôi đừng cắn tôi, đừng đuổi theo tôi. Ôi con nó đang không đuổi theo tôi các bạn ơi. Được rồi, nhưng mà tôi vẫn phải tiêu diệt nó. Hãy quay trở lại thuyền thật nhanh. Thuyền tôi đâu rồi? Ôi tôi không nhìn thấy thuyền các bạn ơi. Trời ơi thuyền đâu rồi? Trèo lên thuyền. Đây rồi, lên thuyền rồi các bạn ơi. Nó đâu rồi? Tôi phải dụ nó các bạn ơi. Tôi sẽ bắn súng và dụ nó qua đây. Hãy trở lại đây nào. Ok, nó đang bơi qua phía bên này các bạn ơi. Nó nghe tiếng súng rồi. Vào đấy. Nó đâu rồi nhờ? Quay trở lại. Ụt nó đây rồi. Sử dụng súng 6 nòng, súng máy, bắn nó đi. Mày tuổi gì? Vào đây. Ui nó xoay. Dừng lại ngay, ngừng di chuyển. Ok nó chết rồi. Súng máy là tuyệt vời nhất các bạn ơi. Quá tuyệt vời, chúng ta lại một lần nữa tiêu diệt được một con cá mập Megalodon. Ôi trời ơi, các bạn nhìn này, nó trắng chưa? Nó đang rơi xuống đáy. Oh my god, tuyệt vời, chúng ta lại một lần nữa lại tiêu diệt được cá mập Megalodon khổng lồ rồi. Quá tuyệt vời, không biết là tôi có thể kéo nó về để có thể nhận công không, nhưng mà nó đang chìm xuống thực sự nhanh các bạn ơi. Tôi đang bơi theo nó nhưng mà nó chìm xuống nhanh quá. Ok, được rồi. Không, chúng ta không thể bơi theo nó được đâu các bạn ơi. Dù sao thì chúng ta đã giết được hai con cá mập Megalodon cực kỳ khổng lồ các bạn ơi. Nhưng mà tôi đã thua nó khá là nhiều lần rồi. Hình như là 3 hay 4 lần gì đấy. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Không biết là còn con nào không, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ tiêu diệt nó trong một video khác chẳng hạn. Ok, hãy trở lại thuyền thật nhanh các bạn ơi. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm thấy rất nhiều cá mập Megalodon khổng lồ các bạn ơi, có 2 con. Nhưng mà tôi không biết còn con nào không, có thể là chúng ta sẽ quay trở lại bãi biển và tìm kiếm thêm. Cảm ơn các bạn đã xem, hãy đăng ký ngay bây giờ nào.